Phí Ngọc Hưng cầu hôn Trương Mỹ Nhân sau nghi vấn trục trặc tình cảm. Hình ảnh Phí Ngọc Hưng trao nhẫn cầu hôn Trương Mỹ Nhân đang nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Tối ngày 18 tháng 5, Phí Ngọc Hưng đã chính thức cầu hôn Trương Mỹ Nhân sau thời gian dài tìm hiểu. Nam diễn viên tặng bạn gái chiếc nhẫn lấp lánh cùng bó hoa lớn trong không gian lãng mạn. Ngay khi hình ảnh này được chia sẻ, nhiều bạn bè cùng cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Sau thời gian dài gắn bó và trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cặp đôi mỹ nam, mỹ nữ của Vbiz đã chính thức đi đến cam kết lâu dài. Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân đã bên nhau 5 năm. Mối quan hệ của hai người diễn ra trong thầm lặng cho đến tháng 7 năm 2022. Trương Mỹ Nhân bất ngờ công bố con gái Bona, lúc đó đã 2 tuổi, là con của mình và Phí Ngọc Hưng. Cặp đôi từng có thời gian chia tay nhưng sau đó tái hợp và quyết định dọn về sống chung để nối lại tình cảm, đồng thời cùng nhau chăm sóc cho con gái. Cách đây không lâu, Trương Mỹ Nhân chia sẻ hai người chưa tiến đến hôn nhân vì vẫn đang trong thời gian tìm hiểu và thử thách xem có thực sự phù hợp với nhau. Nữ diễn viên cũng thừa nhận cô và Phí Ngọc Hưng hiện tại chưa đủ hòa hợp và hy sinh cho nhau, cần thời gian để cả hai hiểu nhau hơn, hạ cái tôi của mình xuống để dung hòa, cân bằng với đối phương.